chào cô chú và các bạn. Hôm nay mình sẽ bắt đầu kể chuyện cuối tuần, tập 1, chuyện cô bé 13 tuổi, 1975. Tại sao mình lại chọn cái tựa đề đó? Bởi vì cô bé đó là mình. Còn 1975 là cái năm mình đi theo má cùng với ba, chị và em đi Mỹ. Đi Mỹ như thế nào thì mình sẽ kể sau đi nha. Còn bây giờ mình sẽ quay ngược lại. Trước 1975, mình sẽ làm một đứa bé như thế nào? Có đáng thương hay không? Hay là một cô bé không đáng thương? Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, có đáng thương hay không đáng thương thì đó là cái cuộc sống mà ai cũng phải trải qua. Nếu sống trong một cái gia đình giàu có thì cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn. Còn nếu phải sống trong một gia đình nghèo khổ thì nhiều khi mẹ của mình hay ba của mình phải bắt buộc làm những cái chuyện mà ba mẹ không bao giờ muốn. Vì vậy cho nên đối riêng cá nhân của mình á, lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ là tại sao và tại sao, nhưng chưa bao giờ hỏi mẹ mình tại sao như vậy. Cho đến khi mẹ mình đã qua đời thì mình cảm thấy ấm ức, cho nên mình đã hỏi ba. Để câu chuyện như thế nào thì bây giờ bắt đầu câu chuyện của mình đi ha. Mình không có nhớ năm đó là năm nào. Mình chỉ nhớ một ngày đó má của mình đó nói với mình như thế này: ngày mai á, con Hồng, con Mai với con Yến đó, tụi bay thay đồ cho đẹp một chút, rồi tao sẽ đưa tụi bay đi ăn. Mình nghe má nói như vậy vui quá trời luôn. Tung tăng, rồi lựa cái áo đầm cho thật là đẹp nè, rồi đôi dép cũng thật là đẹp luôn, để ngày mai được má cho đi ăn. Như vậy thì rất là vui. Sáng hôm sau thì đã thay đồ sẵn sàng hết rồi. Lúc bấy giờ má mới kêu một chiếc xe xích lô chở ba mẹ con đi. Trên chiếc xe xích lô á thì đâu có thể ngồi được 4 người đâu, chỉ ngồi được có 2 người thôi. Cho nên má mới kêu 2 chiếc. Cái chiếc đầu tiên á thì má ngồi với em út, còn chiếc thứ hai á thì bà chị lớn của mình với lại mình. Rồi lúc đó thì cái anh xe đạp mới đạp xe đi. Đến một cái chỗ đó, mình bước xuống thấy nó lớn lắm. Rồi mình mới hỏi má là sao má nói là chở tụi con đi ăn mà mình đi đến đây vậy? Đây là đâu? Má không nói gì hết. Má nói là đi vô đây với má đi, rồi một chút mới đi ăn. Như vậy là má dắt vô cùng với đứa em và đứa chị. Sau đó thì thấy có một cái cô đó ra dắt má vào một cái chỗ nào đó mình không biết. Ba chị em ngồi trên cái hàng lan đó thì thấy đâu quá trời con nít luôn, chạy ra chạy vô, thì có đứa khóc, đứa thế này đứa thế nhỏ. Mình cũng không có nghĩ gì hết, lúc còn nhỏ mình đâu có biết gì đâu. Ngồi yên tại chỗ đó, đến một hơi rồi đó thì bắt đầu má mới ra nói là má đó phải đi làm, không có đủ thời gian để mà lo cho ba đứa chị em, cho nên má phải gửi ba chị em ở đây, rồi cuối tuần má đến má rước về. Mình chỉ nghe má nói vậy thôi, rồi cũng gật đầu. Như vậy là câu chuyện má đi. Thì lúc bấy giờ ba chị em được đi vô một cái chỗ. Cô đó cô chỉ chỗ nè, tụi con ở đây nha, chỗ này là chỗ tụi con ngủ đó. Còn ăn uống giờ giấc thì cô sẽ chỉ cho tụi con sao. Như vậy là xong của cái ngày đó. Rồi từ đó cho tới khoảng mấy tháng sau không thấy má nữa. Thì ba chị em thì cũng sống bình thường thôi, thì đã nghe má nói rồi, má không giữ được ba chị em,
phải gửi ở đây để má đi làm. Thì cứ nghe lời má, mình ở đây thôi. Mỗi ngày công việc của ba chị em là công việc giữ mấy em nhỏ. Khi hiểu được câu chuyện ra đó, thì đó là cô nhi viện, chỗ mà người ta không có thể nuôi con được nè, rồi bỏ con nè, đem đến đó, rồi người ta nhận nuôi. Vì vậy cho nên, đứa cái tuổi á, là tuổi của mình nè, rồi tuổi lớn hơn một chút thôi, chứ không có lớn hơn nữa đâu. Mình lúc bấy giờ thì mình nghĩ mình khoảng đâu 9 tuổi, 8-9 tuổi thôi, mình không nhớ lắm đâu nha. Rồi sau đó thì ba chị em lúc nào cũng gần gũi nhau, làm gì thì cũng làm chung, thì cũng nghe lời các cô, rồi cứ tiếp tục cuộc sống như vậy. Có một ngày, cũng đến giờ ăn trưa, rồi mình mới đi ra, không thấy chị và em mình đâu hết. Mình mới hỏi cô ơi cô có biết chị con ở đâu không? Cô có biết em của con ở đâu không? Sao con không thấy em con không thấy chị con vậy? Cô mới nói với mình rằng, con Yến với con Mai đó hả? Hồi nãy má con có lên đây, nói là sẽ rước Yến với Mai đi về. Rồi mình ngơ ngẩn mới hỏi, vậy còn con thì sao? Mà sao má con không vô gặp con vậy? Cô mới nói rằng, má con nói á là để con ở đây, vài hôm nữa thì sẽ lên rước con sao. Cô chỉ biết vậy thôi. Mình cũng nghe cô nói vậy thì nghe vậy. Rồi thôi, mình cũng không có gì, khóc một chút rồi nín thôi mà. Rồi tiếp tục cuộc sống của mình sẽ ở đó. Ngày nào thì á, cuộc sống của mình á là mỗi ngày giúp mấy em á, coi chừng mấy đứa em nhỏ nè. Cô giao công việc á là mình lớn là phải lo cho em nhỏ nha, phải thương yêu mấy em. Con á phải đút cho mấy em ăn. Mấy em cần gì thì con phải giúp đỡ, bởi vì mấy em á không có cha, không có mẹ mới vô đây. Mình nghe như vậy thì mình cũng trả lời dạ. Như vậy thì cuộc sống của mình ở đó mãi mấy tháng sau mình không nhớ, nhưng mà ngày nào cũng vậy, sau một buổi chiều nào khoảng 5-6 giờ thì công việc đã xong, mình không cần phải làm gì hết, thì ngồi nhớ rằng là mình cứ leo lên góc tường đó, ngồi trên cái kệ đó, rồi ngó ra cái hàng rào, nhìn nhiều người qua lại, rồi nghe mấy đứa nhỏ ca hát nhảy ở ngoài. Tại vì ở đó, chung quanh cũng có người ở mà. Mỗi ngày cứ ngóng chờ coi má mình có đến hay không, nhưng chờ mãi không thấy. Cho đến một ngày đó, mình có ý nghĩ là chắc má bỏ mình luôn rồi, chứ nếu không tại sao không có lên thăm mình mà không nghe nói gì hết. Ngày nào mình cũng hỏi mấy cô ơi cô có nghe gì má con không? Cô có nghe má con nói gì con không? Các cô cứ lắc đầu, cứ cô đi ngang cứ lắc đầu, cô nào cũng lắc đầu hết. Rồi như vậy là cúi mặt xuống rồi khóc. Khóc một mình trong những gốc cây. Nhiều khi các cô thấy như vậy, các cô nói con đừng có khóc nữa, thôi đi vô đi, chiều tối rồi, biết đâu ngày mai má con hoành trở lại, khi nào má con tới thì cô sẽ kêu con. Các cô chỉ nói vậy thôi, chứ làm gì mà má mình sẽ hoành lại. Nhưng rồi thôi, cứ như vậy tiếp tục cho cuộc sống của mình. Nếu hỏi rằng lý do gì mà mẹ mình bỏ mình ở trong cô nhi viện một mình, không hề đến thăm, chị mình đâu, em mình đâu, tại sao mình phải sống cuộc sống ở trong này với những người mình không hề quen biết? Nhưng ngược lại, mình lại được thương yêu nè. Các cô thương mình lắm. Hỡi có cái gì ngon, các cô đều cho. Nếu nói ở cô nhi viện thì có cực khổ không? Có được thương yêu không? Mình xin trả lời, luôn luôn được các cô thương yêu mến. Không riêng gì mình,
mà mọi người ai cũng được thương yêu hết. Đó là một cái nơi mà mãi mãi trong cuộc đời của mình sẽ không bao giờ quên ơn các cô. Hôm nay mình xin ngừng ở đây. Tuần sau mình sẽ kể tiếp câu chuyện của mình đi về đâu và chuyện gì đã xảy ra với mình khi được các cô thương yêu, ngược lại thì bị mẹ bỏ. Lý do gì? Tại sao mẹ mình lại bỏ mình mà không bỏ chị, không bỏ em? Mến chúc cô chú và các bạn luôn luôn thương yêu nhau, cho nhau nụ cười. Đón xem câu chuyện kế tiếp của cô bé 13 tuổi.